Cái video làm full nồi bơm xăng lửa. Đó, ECU. Bộ thái. Cái hồng xăng lớn ECU. Test cho nên xem. Vario đông quá. Ở trong nhà còn đóng xe chưa làm xong. À, lấy quá đó. Trăm mười radio xe cũng bị làm full nồi bơm xăng lửa nữa. Cái này có chỗ nào mua đâu nữa, tính tiền với ổng rồi bỏ rồi má chứ nó đóng với lắm, anh xịt cái này với nó hao lắm. Ai kêu ông xịt nó vậy? Chứ xịt sơ sơ thôi à, lấy ra ngoài á, cái ngoài cửa xăng rồi đó. Rồi. Nó xe quá trời luôn. Là không kịp. Anh em cầu liên hệ mình nha. Anh kia anh em nó xem clip ha.